Kính chào các bạn. Đi bắt ong trụ điện hò về nuôi. Hôm nay nhìn lại thấy thành quả này các bạn này. Hôm nay có lẽ thời tiết nó đẹp đấy các bạn. Ong đi làm rất là mạnh. Nhìn những chú ong thật là đáng yêu, luôn chăm chỉ và cần mẫn các bạn ha. Những con mà về mà có phấn hoa trên chân á, là những con ong nó lấy phấn hoa về để nó nuôi chúa. Còn những con không có phấn hoa là lấy mật về đây các bạn. Loài ong này rất là giỏi, chăm chỉ hút mật vào trong bụng rồi về đổ vào trong tổ để dự trữ lại các bạn. Rất là dễ thương nè, đẹp quá. Đây một tổ nữa các bạn này. Nhìn những chú ong mình thấy thật là cuộc đời của các em nó tươi trẻ ha, hồn nhiên nhí nhảnh, canh cửa giữ cửa, một số con thì đi lấy phấn hoa lấy mật về. Sẵn sàng chiến đấu khi có kẻ thù xâm nhập. Bảo vệ tổ đó các bạn, đó những chú ong bảo vệ đấy. Ngắm trái mít đi các bạn. Ba trái. Lên trên cao cũng có nữa các bạn này. Ông rất chăm chỉ. Rồi, nhìn chăm chỉ thích quá các bạn ơi. Khi bắt cái trụ điện rất là khó, đem về nhà thùng là càng khó hơn các bạn. Đem về 10 tổ thì nó ở khoảng được 1-2 tổ à. Rồi khi mà có được cái tổ nó thành công như vậy là công sức bỏ. Giờ kiểm tra thành quả nha các bạn. Có bao nhiêu năm lê trụ, bao thời gian lê trụ điện rồi. Bây giờ mình nhìn thấy ong mình như thế nào. Đây, thấy ong ra khá rồi các bạn này. Làm giữa ra coi thử nha. Ngoan nha. Mới nữa cũng ca cá nữa các bạn. Rồi, giờ kéo ra ca thế này. Đó, đĩa mèo các bạn này. Nói chung là nó xe cái mới này. Đây có mặt rồi các bạn này. Xe hấp dẫn quá. Đây cũng là một cái thắng lợi cho các bạn. Những chú ong nhúc nhanh, nhúc nhanh, nhúc nhanh, dễ thương quá. Rồi thôi, hôm nay giữa lâu các bạn nha. Nghe mùi mật rất là thơm nè. Ong đã nở rồi các bạn nè. Nhìn nó tổ nó nở thì đẹp chưa. Nó sẽ xe rộng ra. Bây giờ lại lại các bạn. Đây. Xem tổ thứ hai các bạn nha. Đây cũng khá khá này các bạn nè. Nhìn những chú ong rất là dễ thương này các bạn. Mừng quá, mừng quá. Tổ này bị sang ngang này các bạn. Nghe mùi thơm mùi mật rồi các bạn này. Nó xây được mấy cầu rồi các bạn. Xây ngang. Mình cũng bỏ chân tầng các bạn này. Nhưng mà ông lại không xây thẳng. Em coi thì nó để trứng chứ nha các bạn. Có để trứng này các bạn. Như vậy là cơ bản đã thành công rồi. Mừng quá các bạn. Đó rất là các bạn nhé. Những chú ong xinh xinh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và nhớ là like và chia sẻ ủng hộ kênh mình các bạn nhé. Một lần nữa xin kính chào và tạm biệt. Bye bye.